chạy xe đạp chở vợ, vợ rất là hiếu động, ngồi sau xe thì đung đưa cởi em như cởi ngựa rồi đùa, và em rất là ghét. Em lại thích phụ nữ dịu dàng, em chưa bao giờ ghét ai, em ghét là em không tiếp xúc với mấy người đó nữa. Thì chỉ có duy nhất vợ em là em tuyên bố là tao ghét mày. Chưa bao giờ ghét ai hết á. Vậy thì tỏ tình có mắc cười không? Cưới chị 30 tuổi lâu muốn chết luôn, cưới bà luôn cho rồi. Xong rồi lúc đó em vẫn tâm lý là bản thân mà, em mới nói là mày bị điên hả? Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy giữ nguyên những tràng pháo tay như thế này để cùng chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Xin chào hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và khán giả. Em là Lý Lâm Phong, em sinh năm 92, hiện tại em đang làm kinh doanh. Thôi mời em. Dạ em là Trần Bích Huyền, năm nay em 27 tuổi, em là thiết kế. Thiết kế nhưng mà bên lĩnh vực nào em? Dạ em là thiết kế nội thất hoặc là đồ họa. Nghĩ hả? Nhưng mà hiện giờ thì em làm giáo viên dạy vẽ. Cũng được, cũng dính à. Rồi, hai em quen nhau bao lâu rồi và cái tình yêu của các em bắt đầu như thế nào? Dạ thì trước tiên thì em phải kể từ lúc mà em học cấp 2 thì ấn tượng đầu tiên về vợ em là đi chơi chung với nhau thì em hay đi chạy xe đạp chở vợ, vợ rất là hiếu động, ngồi sau xe thì đung đưa cởi em như cởi ngựa rồi đùa, và em rất là ghét. Em lại thích phụ nữ dịu dàng. Còn ảnh thì như thế nào em? Dạ là lớp 8 này em gặp chồng em học chung lớp bồi dưỡng tin học á. Ổng đi vô em nhìn em thấy bực mình, thấy ghét lắm, tại vì ghét cũng nhoi chứ không phải là bình thường như người ta. À cũng tăng động như cũng nhoi vậy đó. Rồi xong mà đi học mà đội nón, mà trong lớp mà đội nón ngầu lắm. Em chưa bao giờ ghét ai, em ghét là em không tiếp xúc với mấy người đó nữa. Thì chỉ có duy nhất vợ em là em tuyên bố là tao ghét mày. Chưa bao giờ ghét ai hết á. Nhưng mà trước đó là chưa, mà các chưa bạn hề có dấu hiệu có một cái lời nguyền gì cho nhau đúng không? Thì cũng có anh, tại vì đến em chơi thân đến một thời điểm thì bắt đầu em cũng trải qua rất nhiều vấp ngã, rồi công việc cuộc sống đồ thì bắt đầu em thân thiết với vợ, tiếp xúc với vợ em nhiều hơn. Thì lúc đó em với vợ có hứa với nhau là nếu 30 hai đứa mình ế nhau quá thì hai mình cưới nhau. Cho dù 30 lần á. Dạ. Mà chưa tới 30 nữa, 25 nữa là hốt luôn rồi. Chắc chắn là hai em là phải có một khoảng thời gian chia sẻ với nhau và nói chuyện với nhau thật nhiều rồi mới bắt đầu mới có tình cảm với nhau đúng không nào? Vậy thì tỏ tình có mắc cười không? Chơi với nhau một thời gian dài, cái tự nhiên cái đang ngồi ăn hủ tiếu gõ hai đứa, cái tự nhiên ổng đang ăn cái ổng giục đũa xuống luôn bàn, ổng nói mệt quá à. Cưới chị 30 tuổi lâu muốn chết luôn, cưới bà luôn cho rồi. Xong rồi lúc đó em vẫn tâm lý là bản thân mà, em mới nói là mày bị điên hả? Cái là coi như là chắc là tỏ tình thất bại. Là tỏ tình bên tô hủ tiếu. Trời đất ơi, em tỏ tình lãng nhách gì luôn á hả? Mà thật sự là lúc đó là em đã có cảm tình với dạ lúc chưa? Đó là em đã bắt đầu thích vợ em rồi. Chồng em á lại đi nói với cô bạn thân khác trong nhóm luôn á là anh sẽ đi hẹn hò với crush. Cái xong tự nhiên em nghe xong cái tự em thấy sức kỳ. Kiểu em ghen á. Cái xong em hơi ghen rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Em tức quá cái em mới nói với bạn em là thôi cái hôm mà chồng em đi chơi với lại crush á thì em với bạn em đi ăn, cái ai nhà gặp ông này với lại một người bạn khác trong nhóm tự nhiên đi lại quán ngồi ăn chung vậy, cái hỏi ra mới nói là đâu đi với ai đâu. Là crush này nè. Đúng không? Dạ. Càng ngày em càng biết là em mới xác định rõ là em rất là muốn quen vợ em và xác định rõ là sẽ cưới vợ em. Thì em mới cố lấy một đêm gần 3 giờ sáng nhắn tin cho vợ. Nhắn sao? Thôi mệt quá quen anh đi. Trời đất ơi. Trời ơi tỏ tình. Lần đầu tiên là quăng đũa, lần thứ hai là nói thẳng vô mặt luôn. Thôi mệt quá quen em đi em. Sao em? Là em có nói không? Thôi mệt quá, tôi đồng ý đó. Em suy nghĩ, nhưng mà em sợ cái nhóm bạn em á. Tại vì tụi nó nói là từ nhỏ đến lớn là chơi trong nhóm không có được thích nhau nha, không có được quen nhau trong nhóm. Tại vì quen rồi lỡ chia tay rồi mất tình bạn. Ai nhà đâu là hả? Em suy nghĩ hồi thôi kệ đi. Bây giờ mình quen 4 tháng mà mình vẫn còn quen tiếp được á, thì mình sẽ công bố với tụi nó. Cái ai về đâu quen có 1 tháng 2 tháng nè. Thôi được rồi. Được rồi đó, có tụi nó luôn đi, chắc chắn là mình sẽ cưới nhau. Rồi còn cái nụ hôn đầu đời của đó. Nó xảy ra trong hoàn cảnh nào và lúc nào? Đi chơi hẹn hò nhau là ôm lại kỷ niệm thời lúc mà mình còn có nít á, là đi vô Đầm Sen chơi, thì chơi lúc đó em mới chào nụ hôn đầu với vợ. Mà ở đó có một cái ấn tượng là hai vợ chồng đi chơi nhau vui vẻ rồi hôn nhau á, thì vợ em lúc đó đang có niềng, thì có cái mắc cài. Thì em thì không có kinh nghiệm, mối tình đầu em cũng chưa hôn qua cô ấy. Và cuối cùng em hôn vợ mà em nhiệt liệt quá.
xước môi mà kể cả vợ em cũng không biết đến. Trời ơi, dướng niềng đó, dướng niềng. Xước. Chà, cái nụ hôn mà có niềng răng nó lạ. Sao cái nụ hôn đó rồi có đi đâu nữa không? Dạ thì thường vợ chồng em thì thích xem phim và coi kịch, đi ăn uống gần gần, mà vợ chồng em thì không có thích đi nhà hàng này nọ thứ. Em không hiểu có đi rồi. Không phải. À, sao dạ em không có nghĩa là cái cấp độ á, giống như ăn mì cai mà bảy cấp độ qua đó. Có ranh giới hay không? Cái vụ cái nụ hôn nó là cái mới cấp độ 5 thôi. Còn cái cấp độ 7 có đi không? Dạ không chị ơi. Tại vì cảm giác quen bạn thân á, mà chơi lâu á, đó giống như là anh em trong nhà vậy. Cái cảm giác nó rất là chậm, mà tụi em hay kiểu là vui quá nhưng nít gì đó, không có quan tâm nhiều với chị. Nhưng mà ổng có khi nào mà ổng gợi ý không? Dạ không, cũng có cơ hội để làm chuyện đó đâu. Tại vì là tụi em đâu có đi chơi xa đâu. Có nghĩa là tụi em giữ cho nhau đến đêm tân hôn. Bao lâu, tụi em yêu với nhau bao lâu thì mới cưới? Ừ, tức là tụi em từ khi biết nhau từ cấp 2 cho tới lúc mà tụi em cưới là bao nhiêu năm? Chắc bây giờ là 13, 14 năm. Và trong 2 năm đó là giữ trong sáng. Dạ đúng rồi. Cái đêm đó nó đặc biệt không em? Sao không? Cái đêm đó tụi em ngủ mệt quá. Suốt mấy 2 năm trời chờ đợi một cái đêm đó, còn em thì sao? Em với vợ cùng mệt quá, lăn nhau ra, ôm nhau ngủ. Đi vô nghĩa quá. Tới nãy đi tuần trăng mật á là tụi em ngủ suốt chuyến đi luôn. Tới giờ tới giữa tuần trăng mật là ngày thứ 3, tuần trăng mật bắt đầu mới là đêm tân hôn, mà nó cũng tào lao lắm chị. Tào lao lắm hả? Tào lao sao vậy? Tại vì cả hai vợ chồng đều không có kinh nghiệm ấy, thì cứ quờ quạng nhau mà. sao quẩn nhau vậy hả? Chị cảm thấy như vậy nè, vì hai bạn này á là kiểu như chơi nhau thân quá, thân mà thân giống như trong nhà rồi. Thành ra bây giờ tự dưng là dính vô cái chuyện đó, tới là nhiều khi nó cũng cần thiết luôn á, đúng không? Một năm đầu á là tụi em kiểu như là giỡn mặt lắm, kiểu thôi cũng được, khó cũng được, cũng có cũng sao. Với cho tới khi mà sau năm thứ 2 là bắt đầu muốn có con, bắt đầu nghiêm túc đến gặp bác sĩ. Dạ đúng rồi, tại vì tụi em thả cũng mấy tháng mà sao chưa có, cũng sợ bác sĩ khám thì đi từ đông sang tây luôn, mà mọi người đi siêu âm đi làm các kiểu, mọi người nói bình thường không có gì hết. Cái xong mới hỏi một bác sĩ, ủa vậy giờ tụi con có khó có con không? Cái bác sĩ mới nói là không, tụi bay dễ có con lắm, tại tụi bay thôi. Mà tại sao thì là anh hiểu rồi. Sao em? Tại sao? Tại vì kinh nghiệm không có và bác sĩ có dạy luôn không? Dạ, thì bác sĩ có chỉ một số cách để mình dễ có hơn. Rồi sau khi mà được bác sĩ tư vấn, rồi cái tần suất nó đều đặn hơn, thì tụi em có thấy là cái việc mà về quan hệ, về tình dục đó, nó có cần thiết với tụi em chưa? Hay là nó vẫn như những hồi năm rồi, là có không được, không có cũng được? Cũng vậy hả? Cũng vậy. Vậy rồi hả? Cũng vậy luôn hả? Chắc là chưa đúng bài. Dạ, sao á? Rồi bây giờ nè, bạn với nhau mười mấy năm, rồi yêu nhau là 2 năm, rồi cưới nhau được 5-10 tháng. Đó, ở với nhau một cái khoảng thời gian quá dài như vậy, vậy thì có phát hiện tật xấu của nhau không? Dạ nhiều lắm. Hồi lúc mà chơi thân á là ổng là cái người hay cãi với em thôi, nhưng thật ra là vẫn ít nói, ít mà quan tâm tới những cái sự kiện mà tham gia vô cái cuộc nói chuyện chung. Nhưng mà về nhà là nói rất nhiều, nói từ A tới Z luôn. Xong rồi ăn cơm là món này mặn quá, món kia lạc quá. Xong rồi là tật xấu của em, mấy đứa em là cứ kể ra, cứ nói là mày không được như vậy nha. Rồi đồ đạc á là cứ có bao nhiêu đồ mặc trong người á là tối về thay đồ á là thả hết trong phòng. Nói nhiều nè, bừa bộn nè, đúng không? Đó. Bừa bộn nè. Rồi gì nữa? Sau rồi khó ăn uống lắm, mà ăn đồ mà phải khoa học, phải ăn đồ luộc, đồ hấp, không ăn vặt. Rồi giờ tới em đó, cô ấy có tật xấu gì không? Dạ tật xấu của vợ em thì là cứ hay quên lắm anh. Ví dụ là ngày hôm sau mình đi ăn tiệc, dự tiệc, thì tối hôm đó em đã báo giờ giấc rồi, sáng hôm sau hỏi lần, chưa hỏi 2-3 lần, tối hỏi thêm vài lần, chuẩn bị đi trước khi đi còn nửa tiếng hỏi thêm lần nữa, cứ hay quên vụn về. Lúc trước khi cưới thì em hay qua nhà vợ làm đồ ăn sáng cho em ăn, thì làm rất là đẹp, rất là ngon, mà không hiểu sao từ ngày cưới về á lúc nào cũng làm thất bại. Ồ, vậy là hồi đó là nhờ má làm hả hay sao? Dạ trực tiếp em nhìn luôn á chị. Ồ vậy hả? Dạ. Bây giờ cưới nhà về thì cũng những cái món đó thôi, nhưng mà không, mà thất là bại, không làm thất bại. Ủa lạ vậy, có tiểu xảo gì không em? Không có luôn chị, tự nhiên em chiên trứng bể hoài. Ồ vậy đó hả? Rồi còn tật xấu gì nữa? Dạ đi chơi với em chồng á thì nói với em là em đi tầm nửa tiếng em về với anh liền, à anh nhà đợi em tí nha. Đi đến 11 giờ em không rọi là không về luôn, đi chơi quên giờ giấc, tham chơi. Rồi cái nguồn kinh tế trong gia đình ai là người nắm giữ? À, người quản lý chi tiêu là em, mà vợ em thì bây giờ đang học cao học, thì những hôm đi học á thì em, người quản lý chi tiêu em hay hỏi vợ em
vợ ơi em còn tiền không để anh cho em tiêu xài. Thì vợ em còn nhiều tiền lắm anh, mà em cứ rất là lâu rồi em vẫn chưa cho thêm, mà vợ em vẫn còn, thì em nghi ngờ thì mới mở cái bóp ra, chỉ còn 15.000 mà toàn 1-2.000. Trời ơi. Rồi tiền em tiêu xài sao? Thì em cứ thấy vợ hết thì em cứ lén bỏ vào, rồi cứ vậy cứ tối và em cứ mở bóp vợ để bỏ tiền vào. Má không thì quan tâm luôn. Và em cứ nghĩ là ủa còn tiền nhiều lắm anh ơi, còn nhiều tiền nhiều lắm. Có ông bụt xuất hiện cho tiền á, thật sự là em không hề biết luôn, em không quan tâm luôn hả? Vậy đúng rồi, em không để ý luôn á, tại vì em không có người, em là người không có quản lý được mấy con số, em ghét số, em đừng kêu em tính tiền gì hết trơn, em không thể đếm tiền được luôn. Xong rồi lúc nào cũng thấy có tiền cứ nghĩ là chắc mày không xài mà. Thôi kệ vậy đi, ông chồng giống như ông bụt. Rồi còn gì nữa không, có ghen không? Dạ giờ em rất là ghen, chỉ cần em chạy xe á là em liếc nhìn đường á thì cứ sẹt cô gái đi ngang qua, thì vợ em cứ nhìn nó, anh nhìn gái hả? Thì em phải giải thích. Và vợ em thì người thẳng thắn á, mà giống như là bạn bè mà đối xử tệ với cô ấy á, thì vợ em hay nhớ là kể là từ A đến Z không sai một dấu, không sai một chữ, không sai bất cứ cái gì, kể 100 lần là như một. À, mà kể đi kể lại. Dạ. Cứ nhắc tới chuyện đó là em sẽ như bấm nút vậy, là play một cái là nó đi chen vậy. Dạ sao? Đó là để bụng đó chị. Rồi có mong muốn thay đổi gì không? Em có mong muốn thay đổi, vợ em thay đổi điều gì? Hiện tại thì em chỉ mong muốn vợ em bớt ham chơi, nghiêm túc hơn. Nghiêm túc hơn chống gì? À, nghiêm túc hơn với em á, bớt nhai nhua với cả hai vợ chồng mình quá nhai nhua á. Lầy á hả? Dạ, giờ em mà lầy là em lầy theo luôn. Rồi còn em thì em mong muốn ảnh thay đổi điều gì? Em thì ông xã em đối với em thì cũng không có gì để phải thay đổi hết. Nhưng mà riêng về cái mảng sau này mới biết là cái cách đối với mấy đứa em hay càm ràm á, thì em mong là chồng em bớt càm ràm mấy đứa em lại. Vậy thôi. Còn bây giờ chị hỏi nè, trong cái chuyện vợ chồng của tụi em là bây giờ tụi em đã nghiêm túc chưa? Dạ. Hay là vẫn còn nhây nhưa, vẫn còn lầy? Dạ nghiêm túc rồi chị. Dạ, tụi em nghiêm túc rồi. Và vợ chồng em vẫn thích chuyện đó, nhưng mà nó không phải là cái chuyện quá quan trọng với tụi em. Vì sao mà tụi em cái cảm xúc tình dục tụi em không có nhiều? Bởi vì tụi em quen nhau lâu quá rồi, thành ra là những cái xúc động, những cái rung động mà về cái cảm giác về tình dục nó bị giảm đi so với cái mà người ta mới gặp nhau. Bởi vì cái gì cũng vậy, mới mà, mới thì nó sẽ tạo ra nhiều những cái xúc cảm khác nhau. Nhưng chị nghĩ rằng trong cái mối quan hệ vợ chồng mà tụi em phải tìm cách nào đó là mình tạo ra cái xúc cảm đó, để mà cái việc đó nó đi đến cái kết quả mà mình đang muốn, đó là đứa nhỏ, hiểu không? Tận hưởng. Mình tận hưởng cái chuyện đó thì em bé sẽ đến rất là nhanh. Cảm ơn chị Hồng Nhung. Rồi nhân đây thì anh cũng chúc cho hai vợ chồng em mọi thứ sẽ trở nên hòa hợp hơn, và đặc biệt là năm sau sẽ chào đón một thành viên tuyệt vời đến với gia đình chúng ta. Cảm ơn Quốc Thuận. Rồi xin chào hai em. Thì em ngồi kế bên của chị đó, em cứ hay ngồi nói xấu anh này. Tại sao em lại nói xấu anh? Tụi anh nói chuyện vui vui lắm anh. Nhỏ này nó nghĩ trong đầu mà tự nhiên mới đi chơi đầu tiên ngủ khách sạn thấy căng quá. Bạn này đi qua khều nói em lạnh. Ôi em như cực hình luôn, nhớ lại như cực hình. Cứ ở lạnh thì vô đây nằm chung. Kính thưa quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện của cặp vợ chồng đầu tiên. Chào cưng. Dạ chào chương trình Vợ Chồng Son, chào hai MC. Em tên là Trần Minh Hoàng, năm nay em 35 tuổi. Em đang là giám đốc kinh doanh của công ty PM Picture. Chào Hoàng nha. Dạ. Dạ em xin chào chương trình Vợ Chồng Son. Chào khán giả, chào hai MC. Em tên là Cao Thị Huỳnh Nga, 31 tuổi. Hiện tại em đang đại diện cho một công ty Nhật về xuất khẩu hàng nội thất và có kinh doanh riêng về trang sức đá quý thiên nhiên. Vậy thì bây giờ kể cho anh nghe đi, làm sao để mà hai bạn coi như là gặp nhau và lần đầu tiên gặp nhau là có ấn tượng gì về nhau? Em trước đó là tốt nghiệp trường đại học về ngôn ngữ tiếng Nhật. Thì em sau khi tốt nghiệp xong thì em cứ làm việc cho người Nhật, rồi em quen người Nhật luôn. Xong rồi mình không nghĩ là mình quen người Việt Nam. Xong một cái thời gian bị stress về công việc, tự nhiên người Nhật người ta rất là kỷ luật. Em mới nghỉ công ty và đi học pha chế để mình giống như mình giả stress vậy đó. Vô cái lớp pha chế đó thì tự nhiên thấy anh này, thì tự nhiên anh cười một cái nụ cười giống như là hoa hướng dương mà nó nở lên. Quả nắng đó, trời ơi. Tươi lên giống như là cái áo của chị Hồng Vân đang mặc vậy đó. Trời ơi, đây là chiếc áo mà mang nụ cười của em đó. Nhưng mà em không có thích liền, có nghĩa là em quay ngược là em ghét. Đúng rồi. Tụi em ganh tị. Tại sao lại có một người nụ cười nó tỏa nắng hơn mình, đúng không? Thì em ngồi kế bên của chị đó, em cứ hay ngồi nói xấu anh này.
Tại sao em lại nói xấu anh? Tụi anh nói chuyện vô duyên lắm anh. Anh thấy không? Giờ để bạn nói đi coi có bị vô duyên không nha. Dạ, lần đầu tiên gặp trong cái lớp pha chế, lúc đó là trong em có cái suy nghĩ là phải làm kiểu gì đó để là của mình thôi chứ không phải của người khác. Bạn này là có ý định chiếm đoạt luôn. Dạ, nhìn tôi gái nhìn đầu tiên là muốn là đã muốn chiếm đoạt rồi. Là em nhìn cổ là cổ lăng của cà rốt và em là muốn lăng thỏ đúng không? Dạ. Cứ từ từ cứ thích rồi kiếm cách nói chuyện nó vô duyên có duyên các kiểu đủ thứ. Có nghĩa là em muốn như là tạo một câu chuyện cười nhưng mà vô tình cũng không cười. Dạ. Thành ra nó đâm ra thành vô duyên. Cười theo kiểu vô duyên luôn. Dạ. Kiếm cớ gì đó để nhờ cái này nhờ cái kia. Nói chung là hay nhờ lắm. Tốt nghiệp xong mà nghỉ, em mới chuẩn bị mở một cái quán về nước ép sinh tố dinh dưỡng. Anh em nói ảnh muốn làm chung, hai người mới có cơ hội gặp ngoài tiếp. Em nhớ là có bữa là em muốn đi chùa Bình Dương thì em mới hỏi thử anh này là có rảnh không chở em đi chùa mà xa lắm, cái nói được, có nghĩa là buổi tối đó là phải ở một cái chỗ mà nó gần với cái khu Bình Dương, nghĩa là đi khách sạn vô xong rồi cái cũng bút một phòng luôn rồi hai giường, cái mỗi đứa ngủ một giường. Em là không nghĩ tới bạn này nhưng bạn này là bạn gặp em là bạn muốn ăn củ cà rốt liền rồi, mà bây giờ mà em lại củ cà rốt mà đưa vô khách sạn chung với con thỏ nữa thì giờ em nói cái cảm xúc của em đi. Còn bối rối chứ chị. Đúng không? Bối rối tại vì mình tà ý mà, mình tà ý từ đầu mà. Lúc đó thì không biết đâu, nhỏ này nó nghĩ trong đầu mà tự nhiên mới chơi đầu tiên ngủ khách sạn. Thì càng quá, đi vô may là hai đứa nằm hai giường. Thì đi lên cùng nằm tâm sự các kiểu thì ngủ thôi, nửa đêm á. Cái bạn này đi qua khèo nói em lạnh. Ôi, y như cực hình luôn, nhớ lại như cực hình. Ở lạnh thì vô đây nằm chung. Đi vô nằm, vợ mình chui vô hai đứa nằm. Em ôm bạn em ngủ đúng một đêm. Rồi bây giờ mình nói thì mình thẳng mình nói chứ cái lúc đó nó đau khổ luôn. Mình đàn ông thẳng mà. Nằm mình nhịn cho đêm. Khó chịu luôn. Mình không thể nào mà mình có ngủ sang được hết. Dạ đúng rồi. Dạ ngủ, em ngủ thiệt. Mệt quá em. Cũng phải ráng tiếng đồng hồ thôi mệt. Thôi ngủ cho rồi đi. Cái đêm đó là tự vì em bị nghẹt ngủ, em bị viêm xoang. Cái xong thì thật sự em cũng cần một cái gì đó ấm áp. Em chui vô em ngủ thì em ngủ ngon. Nhưng mà anh hỏi thiệt nghe, đêm đó nếu như mà ổng đòi á, hoặc ổng giở trò đó thì em có cho không? Lúc đó thì em có chuẩn bị sẵn hai phương án rồi. Phương án đầu tiên á, ví dụ như anh này nằm ở không luôn á, thì em sẽ xét lại. Còn thứ hai á, nếu như mà anh vồ vập quá thì em cũng sẽ, thì mình xong cái đó là xong rồi mình chia tay luôn. Kiểu như vậy cũng hốt trọn luôn. Mà xong một lần tin một đêm đúng không? Rồi đến khi nào thì hai đứa mới chính thức là quen nhau đó, chính thức là yêu nhau rồi. Hình như là sau 2 tháng thì trong cái 2 tháng đó thì em cũng rủ ảnh đi mấy lần, cũng khách sạn luôn rồi cũng nằm ngủ vậy đó chứ không có làm gì hết. Có một cái đêm em nhớ là hình như đi cổ vũ đá banh cho Việt Nam á. Cái xong rồi đi về khuya quá, đường đông quá, em mới thấy khách sạn thôi chui vô thì hai người mới bắt đầu đến với nhau vào cái đêm đó. Dạ, nhưng mà sau đêm đó là hai em là của nhau rồi đúng không? Dạ. Vậy thì có dọn về ở chung với nhau luôn không? Có, tại vì em có mở ra một cái quán thì em mướn nguyên một căn đó luôn thì cho anh này anh ở trong đó luôn. Làm thuê cho vợ mình. Ủa đã không? Nhưng mà em cũng ở chung với một người bạn nữa. Em thì em giấu bạn đó là em không có quen anh này. Mà anh này anh hay giở trò á chị, anh kiểu là đêm đầu anh ngủ anh kêu có ma. Cái anh phải kêu em đi lên ngủ chung với anh. Cái kêu là bóng đè á chị. Chúng mang đồ đen. Thì một thời gian thì tự nhiên cái bị accident. Bác sĩ bảo cưới. Thì lúc đó em rất hoang mang, từ vì em nghĩ chứ anh này là phải 3 năm nữa em mới cưới. Xong anh mới nói là phải cưới thôi chứ chờ gì nữa. Vừa lo mà vừa mừng gì. Nó lạnh lòng lắm. Mình lo là vì lúc đó cái gọi là cái tương lai của mình nó chưa ổn định. Một phần là hai đứa là có kế hoạch như vậy, tự nhiên nó bại ra nên nó cũng lo, mà mừng là vì tự nhiên cái ôi mình thẳng mà mình có con mình mừng chứ. Trời ơi, mình thẳng của đứa con mình mừng chứ. Nhiều em đi coi bói này kia thì bói nói em khó có con lắm nên là tới lúc đó em nghe cái em mừng lắm luôn. Khi mà em báo với mẹ em á thì mẹ em nói ủa bây giờ không cưới đợi chừng nào. Mẹ hả, mẹ nói vậy hả? Mẹ là vừa có em bé là em báo tin cho gia đình liền. Dạ. Bây giờ là em bé được 14 tháng rồi. Dạ, ôi cưng á, bé trai hả? Dạ. Giống ba không? Dạ giống là hai. Vậy là câu chuyện tình của hai bạn này đẹp quá. Đẹp. Không có gì trục trặc cả đúng không? Vậy chắc cũng không có tật xấu gì đâu. Bây giờ hỏi Hoàng trước đi. Đây. Bây giờ hỏi Hoàng trước đi. Mắt sáng lên liền. Cô ấy có tật xấu gì nhiều không em? Đâu dám nói. Với em thì nó cũng không nhiều. Em chỉ thấy nó dễ thương thôi. Đó thấy chưa? Cái tật xấu là thứ nhất là hay điên sản. Hay điên sản. Tự nhiên cái đó đang ngồi cười vậy chứ có khi quay qua sàn ngang lúc nào không hay. Có lên ha la và ăn hiếp em không? Cái đó thì chồng nào cũng bị mà em nghĩ vậy.
Dạ. Anh vậy á. Dạ. Rồi có người cùng hoàn cảnh. Trời ơi anh tội lắm em ơi, bữa nào đến tâm sự cho nghe. Dạ. Rồi sau này có những tật xấu nào nữa nè? Làm sai nhưng mà lúc nào cũng bắt em là người nhận. À. Sao ta ăn hiếp á, ăn hiếp, hiếp đó. Làm sai mà bắt em nhận sai. Dạ. Đúng không? Cô gái này đã từng làm việc cho người Nhật rất là nhiều. Dạ. Vậy thì có bao giờ áp dụng những cái phương pháp gì đó hoặc những cái kỷ luật gì đó lên anh chồng mình mà theo kiểu người Nhật không? Đôi khi thì phải có tranh cãi. Em nhớ có một lần cái tính của em á là hay giúp đỡ mọi người những thứ lặt vặt. Cái bữa đó đi học cái lớp kỹ năng chung, có một bạn là đồng nghiệp của vợ em. Thì cái bữa đó cái bạn bị gãy cái guốc. Mà em nghĩ trong đầu thì thôi mình đi mua keo mình dán cái guốc lại cho người ta. Em chỉ nghĩ đến nhà thôi, cái không biết rồi bạn đó với vợ em tâm sự sao. Cái chiều đó vợ em gọi điện về nói em không về nhà đâu. Lang thang công viên mất gần 4 tiếng đồng hồ mới về khóc. Vậy em mới biết đó chị, lúc đó mới biết vợ em ghen. Ghen quá. Rồi năn nỉ kiểu gì mới về? Em nói là thôi có gì thì về nhà nói, tại hai đứa mình là hứa với nhau rồi, có cái gì cũng cứ đi về nhà nói với nhau, chuyện lớn cũng nói, chuyện nhỏ cũng nói, không có kiểu đó. Mỗi là lần mà ghen phong cách Nhật Bổn. Tức là buồn là đi lang thang vậy. Lang thang không nói ai. Thôi mà nghe, đừng đi lang thang nè, giờ nguy hiểm lắm đó. Nha. Dạ. Rồi bây giờ tới em đó. Thế nhiều em... không em? Nhiều không? Nhiều lắm anh. Mắt sáng lên liền á. Rồi có nghĩa này? Là tại vì thì lúc ban đầu em cũng nói rồi đó, em đã sống với người Nhật, nói chung là như là bị nhập á, bị Nhật nhập. Hễ mà đồ đạc trong phòng mà lộn xộn á là em rất là khó chịu. Thì khi mà lấy anh này về em bị sốc. Có thể là do em cũng hơi kỷ luật quá. Em phải từ từ phải nhả bớt ra, tại vì với một người như ảnh chưa có tiếp xúc với văn hóa của người Nhật thì nếu mà làm như vậy thì ảnh có thể nhiều khi cũng bị sốc. Thì ảnh cứ nghĩ em ăn hiếp ảnh thôi, nhưng mà thật sự em cũng muốn rèn cho ảnh cái tính đó. Nhưng mà chắc em phải làm từ từ. Tập thứ hai có nghĩa là ảnh làm những cái việc hay dở dang lắm, đang làm cái bỏ. Công việc cũng vậy. Ý em muốn nhắc ảnh là khi mà mình làm cái gì mình phải ghi mục tiêu mỗi ngày ra, vì mình ghi ra mình mới nhớ mình làm gì hoặc mình chưa làm gì, tạo cho mình một cái thói quen tốt. Thành công thì em học từ người Nhật những cái cách đó, mà nói hoài không nghe, kiểu nhiều khi em bực em la anh này, anh được cái tính là kêu là la xong rồi cái ảnh mà anh buồn vậy, xong cái hết ảnh không có giận gì hết á. Em thấy gì cũng thấy mình thấy tội mình nói trời sao mình la dữ vậy ta. Kiểu mình suy nghĩ lại là lúc đó mình hơi nói hơi quá, tại vì lúc mà em nóng lên á là em hay la, em la anh dữ lắm. Đó thì em thấy đây là đúng là người mà chịu đựng em á. Từ ngày trước em quen người nào á, người nấy kiểu như không chịu được tính của em là thế là cũng phải chia tay thôi. Còn anh này giống như là anh chịu đựng được tính em, bắt đầu em phải sửa lại cái tính đó của mình. Quá tốt. Rồi còn cái gì nữa nè? Ngủ hả, rất là nhiều luôn. Có nghĩa là ý em muốn ảnh thay đổi cái kiểu là tối đừng thức khuya, phải dậy sớm để mình bắt đầu một ngày mới, mình làm được buổi sáng, việc buổi sáng nhiều hơn. Yes. Khi mình cứ làm buổi tối vậy á, nhiều khi mình cơ thể bên trong mình bị lão hóa không có tốt. Mà mình hồi xưa ảnh nói với em là ảnh không nghĩ là ảnh kết hôn hoặc lấy ai hết, ảnh ở mình vậy đó. Thì lúc đó em nói ảnh là đúng rồi, nếu mà sống một mình á thì mình nghĩ vậy cũng không sao, nhưng mà giờ mình đã có gia đình rồi, mình có em bé nữa thì mình phải làm sao sống cho lành mạnh. Vậy em mong muốn anh thay đổi cái gì? Em mong muốn chồng em thay đổi là làm cái gì cũng phải có mục tiêu, phải ghi ra hàng ngày để con mình biết là mình có làm hay chưa. Dạ, với lại là nói chung là mình sắp xếp công việc, việc nào quan trọng thì mình nên làm, và việc nào mình không thấy quan trọng thì mình có thể để sau đó, người sắp xếp thứ tự. Dạ, thứ tự rõ ràng. Dạ. Còn Hoàng, Hoàng mong muốn giờ thay đổi điều gì? Dạ để nguyên thôi, chứ nhiều khi mình nói la chứ không nghe la cũng thấy nhớ cái tay. Thấy nhớ nhớ. Dạ. Ngày nào không nghe dở cành nhạc dạ, khó chịu còn phải chọc cái gì đó cho la cho vui nhà vui cửa. Vui nhà vui cửa. Dạ. Thì hai người này dễ thương quá. Cặp đôi nữa, này không? Là quá hoàn hảo rồi. Thật sự nó chỉ là những cái gì nó rất là nhỏ nhặt còn thôi. Tự nhiên nghe bạn này nói chuyện xong mình thấy mình phải thay đổi đó. Nghệ sĩ mình thức khuya quá em ơi. Thiệt không, luôn này, tính chất công việc á. Em ngủ sớm. Trời ơi, bởi ở bên đây tụi chị muốn ngủ sớm cũng không có cơ hội đi ngủ này sớm nè, luôn. Tối trao đổi công việc chứ bà. Định chỉ nhắn là để sáng bà trả lời thôi. Chị nói vậy đó. Vừa xong là bèn là bà trả lời liền. Mà lúc đó là 12 rưỡi rồi.
công việc nó nhiều quá. Với lại có những cái quay mà những cái chương trình kiểu như thế, có khi quay tới 2-3 giờ sáng và liên tục như vậy. Tính chất công việc. Thực chất hồi nãy anh Đức là đồng ý với em về cái việc gọi là chúng ta nên ngủ sớm để chúng ta có được một cái buổi sáng đó, thật nhiều. Và cái buổi sáng đó chúng ta làm việc rất là hiệu quả. Và anh đang áp dụng và anh thấy nó rất là hiệu quả. Rất hiệu quả chị. Rồi cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện về hai bạn nha. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình. Chúc hai đứa hạnh phúc vậy hoài nha. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị. Nhưng mà cuối cùng là cái nhà hàng đó không còn phòng, nó chỉ còn một phòng hai giường thôi. Đi ăn uống, đi nhậu nhẹt thì cũng uống bia. Về thì cuối cùng hai giường là thành một giường. Kẻ nào mong men đến cái giường kẻ kia trước. Anh đi vô phòng nhà vệ sinh, cái mẹ em nói Thảo ơi Thảo, sao thằng ấy đẹp trai mà tao thấy nó lùn quá. Thấy nó lùn quá. Ví dụ giờ chị tưởng tượng á, mà thằng Phi nhà chị á, mà nó nói với chị là mẹ ơi giờ bạn gái con có bầu là chị vui lắm á. Thiệt là tại vì sao, với con mình trai thẳng luôn. Mình xác định luôn con mình trai thẳng luôn. Đó là vui. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để chào đón cặp vợ chồng. Rồi mời hai em ngồi. Dạ cảm ơn. Không biết là hai đứa đó là có nôn nóng lên chương trình Vợ Chồng Son này không ạ? Dạ nôn chứ ạ. Rồi cảm ơn hai em đã yêu mến chương trình Vợ Chồng Son. Rồi bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Trường Di. Hiện tại sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ngành gì nè? Dạ em làm tài xế. Tài xế rồi. Bao nhiêu tuổi? Nhiêu tuổi nè? Dạ 27. Rồi mời em. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Lê Thị Phương Thảo ạ. Năm nay em 27 tuổi, em làm kinh doanh quán ăn ạ. Ăn những món gì ạ? Dạ ốc. Trời ơi, món tủ của tôi. Ở đâu? Địa chỉ 1333 Hoàng Sa, Tân Bình. Gần đây nhận mà em đi cũng đâu mà gần đây. Rồi bây giờ nè, hai đứa lần đầu tiên hai đứa gặp nhau á là ở đâu? Và có ấn tượng gì về nhau không? Dạ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là ở một nhà hàng. Lúc đó em đi xin việc làm, vợ em bị làm lễ tân, rồi mới gặp rồi này kia, rồi mới nói chuyện này kia với nhau. Nhưng mà em lần đầu tiên em gặp cô gái này, cái gương mặt của cổ và cái cử chỉ của cổ là em có kết liền không? Không, nói chung là lần đầu tiên em gặp á thì khuôn mặt thì em không ấn tượng, nhưng mà em chỉ ấn tượng được cái dáng thôi, với cái nước da. Dạ. Dáng cao ốm đúng không? Dạ đúng rồi, cao nghe. Da trắng mịn đúng không? Còn em sao, em gặp bạn này em ấn tượng gì? Mới đầu tiên là không ấn tượng, nhưng mà đến mấy hôm sau á thì nhắn tin rồi đi chơi thì em mới nhìn em kỹ thì em mới ấn tượng bởi cái nụ cười á. Anh ấy là người chủ động xin số điện thoại em đúng không? Dạ đúng rồi. Sau đó có điện thoại rồi chắc là tán suốt đúng không? Dạ đúng rồi, tán suốt luôn mà. Tán không để cho người nào tán luôn. Bao nhiêu lâu thì tỏ tình này? Tại vì đợt đó đợt Tết á chị. Em đi về quê hai mấy ngày em mới vô lại. Thì em tính là em để về quê vào em mới trả lời để em xem là khi em về quê thì có nhắn tin gọi điện nhiều hay không. Nhưng mà khi em về quê rồi á thì ngày nào cũng nhắn tin gọi điện trơn á. Gọi điện suốt, mà tới lúc mà mẹ em kêu là mày nói chuyện với thằng nào, nói chuyện hoài luôn mà tôi thấy tôi mệt ghê luôn á. Nhưng mà rồi ăn Tết trở vô thì sao nè, chuyện tình là đi đến đâu nè, phải tỏ tình nhiều chứ đúng không? Em ở ngoài quê thì em nói là nếu như mà được á thì để em về quê vào thì mình sắp xếp đi Vũng Tàu chơi một chuyến. Thì lúc mà em xuống sân bay Tân Sơn Nhất á thì anh ra đón em rồi đi Vũng Tàu luôn, đi thẳng Vũng Tàu luôn. Luôn đó. Đi bộ ô tô hay đi xe máy? Đi xe máy ạ. Không cần nghỉ ngơi em ơi, cái tình yêu tuổi trẻ nó ngộ nghĩnh lắm. Rồi chuyện gì xảy ra trong cái đường đi Vũng Tàu đó? Vui không? Thì lúc xuống Vũng Tàu hai đứa tính là thuê hai phòng, nhưng mà cuối cùng là cái nhà hàng đó không còn phòng, nó chỉ còn một phòng hai giường thôi. Thế cuối cùng hai đứa cũng thuê một phòng hai giường. Thì lên đó tắm rửa, nói chung bình thường, tắm rửa xong đi ăn uống, đi nhậu nhẹt thì cũng uống bia. Về thì cuối cùng hai giường là thành một giường. Kẻ nào mong men đến cái giường kẻ kia trước. Anh cái lúc mà em được cô ấy coi như là ngỏ lời là đi Vũng Tàu là chắc trong đầu chắc cũng manh nha đúng không? Có ủ mưu chưa? Có. Có đi chứ. Trời ơi. Mình nói là ăn hải sản là cũng có cái sự trong cái chị. Hải sản là khỏe lắm đó nha chắc chị. Chắc ăn đồ sống không luôn. Nào sống chấm một tạc không? Ồ. Sau đêm đó thì có ở lại không? Chuyện gì xảy ra nữa?
sau đêm đó là về là cảm thấy là càng yêu nhau hơn, đúng, càng muốn cắt kết nhau hơn. Mà kiểu là trong đó lúc đó đầu em là muốn cưới người này rồi, nhưng mà kiểu là thời gian vẫn còn ngắn quá đó, là mình muốn để thêm một thời gian nữa. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Thì tầm tháng hơn tháng sau thì em có bầu. Bác sĩ hay quá. Đúng rồi, bác sĩ là bao tin vui đúng không? Dạ. Hồi khi em biết tin vợ có bầu gì đó em vui không? Dạ, vừa vui mà vừa hoang mang. Sợ. Dạ đúng rồi. Sợ. Sợ. Thấy còn trẻ quá đúng không? Sợ. Dạ đúng rồi, tại vì hai đứa vẫn đi làm cái công việc bình thường, nói chung chưa có ổn định gì hết. Nhưng mà em thì có gặp mẹ của Thảo không? Dạ gặp rồi. Em buồn cười mỗi câu là anh đi vô trong nhà vệ sinh cái mẹ em nó Thảo ơi Thảo, sao thằng ấy đẹp trai mà tao thấy nó lùn quá. Tao thấy nó lùn quá. Quê nhờ. Quê nhờ. Chọn lần nào cao cao tí, chọn lần lùn quá hả? Nhưng mà thôi, con dính rồi mẹ ơi. Đó. Ví dụ giờ chị tưởng tượng á, mà thằng Phi nhà chị á, mà nó nói với chị là mẹ ơi, giờ bạn gái con có bầu là chị vui lắm á. Thiệt là tại vì sao đó, con mình trai thẳng luôn. Mình xác định luôn con mình trai thẳng luôn. Đó là vui. Rồi sau đó là bao lâu thì mới cưới? Sau đó phải tầm 2 tháng, 3 tháng nữa mới cưới. Nhưng lại chưa có thời gian tìm hiểu nhau mà đã thành vợ chồng liền, là đi vào cuộc sống hôn nhân liền đúng không? Đúng không? Rồi nếu vậy thì trong cuộc sống hôn nhân là các bạn có hay gây lộn rồi này kia xích mích cãi cọ nhau không? Gây lộn thì gây lộn to thôi chứ không phải gây lộn mà bé, gây lộn mà sóng gió đó, sóng gió to luôn á. Là lý do sao nè, sóng gió sao mà hai đứa chăm em bé rồi xong rồi là không có hợp về cái cách chăm sóc cái gì đúng không? Dạ. Thì mới sanh về tầm được nửa tháng. Thì em bé cứ hay khóc đêm này kia. Thấy sanh xong là bắt đầu thấy thay đổi rất là nhiều luôn. Mệt mỏi này kia, cáo này kia lên. Thì nói chung thì vợ mệt thì chồng cũng mệt. Bắt đầu trong nhà nói chung mà không có cười nói chuyện vui vẻ này kia nữa. Bắt đầu mới cãi nhau. Quạo. Cãi nhau. Dạ. Nhưng mà gây nhau lớn như vậy thì là có huề nhau nhanh không? Hay là Không sau về. Có đến nỗi mà giận nhau đến cái mức mà chồng phải bỏ nhà, đi khỏi nhà hoặc là vợ đòi ly dị hay này kia nọ không? Là chồng giận là bỏ nhà đi luôn á. Bỏ về nhà mẹ đẻ, ngủ đến sáng hôm sau về. Em với em trông con. Tưởng hôm qua anh kia ông ở luôn. Ai dạ em đi về bọn. Đêm đó em ngủ em thấy ngủ ngon không? Ngủ ngon lắm. Tại mệt. Mệt mệt. Mấy ngày mấy đêm không ngủ. Thôi nhưng mà nói chung là hai vợ chồng là chỉ có xích mít cái chuyện đó là lớn nhất thôi, dạ, đúng không? Đúng. Và từ đó tới giờ là không. Dạ. Nhưng mà hỏi thăm em bé bây giờ nó bớt khóc chưa? Dạ bớt rồi. Thường là nó 3 tháng à. Nó qua 3 tháng 10 ngày. Đúng rồi, khóc dạ đề á là thường 3 tháng 10 ngày là nó hết á. Thôi chúc mừng nghe. Dạ. Rồi, bây giờ đến tới cái phần khui tật xấu. Tật xấu của chồng là gì nói đó. Chồng em nó chỉ được cái nóng tính thôi à. Nóng tính lắm. Chỉ bị chứ không phải chỉ được. Nóng cái đó mà được. Nóng mà giống như của ai đổ nước sôi vô người á, nhưng mà tí là hết à. Nhưng mà mỗi lần nóng lên thì thể hiện như thế nào? Đập đùi. Kiểu cứ khùng lên vậy á. Còn bây giờ còn đập không? Bây giờ thì đỡ rồi. Giờ cũng phải ngồi trước được 10 thì bây giờ đỡ được 5 rồi. Thì đập cái đồ này rồi có đập vợ không? Đó không, bữa đòi ly dị là đánh em cái em mới đòi ly dị đó. Đánh em cái rồi má em đòi ly dị đó. Nhiều lúc em không muốn chia sẻ nữa tại vì mình muốn là mình nói ra cái bắt đầu khùng lên em không muốn chia sẻ nữa. Hay cho gì nguy hiểm lắm đó nghe. Rồi cái gì nè? Vậy thôi là chứ chồng em số 1 lắm. Chăm con nè, thay biển nè, tắm nè, rồi hả du con ngủ ở chung làm hết. Từ lúc cưới vợ về là không có bạn bè gì, không có nhậu nhẹt gì, không có hút thuốc, không có gì luôn, không cà phê, còn pháo không gì chứ. Ở nhà không à. Không mê game, không mê gì chứ. Mê game thì thỉnh thoảng chơi vui thôi, nhưng mà nhiều lúc mê game không phải mê đến độ mà vợ nhờ cái gì đó mà từ từ anh làm để anh chơi hết. Không, nghĩa là đang chơi game mà vợ nhờ cái là bỏ điện thoại xuống là đi làm luôn chứ. Có mê mua sắm gì không? Chồng em thì ăn cái gì cũng được, nói chung là cái gì cũng được, cho ăn cái gì cũng được, nhưng mà mặc đẹp, đi ra ngoài đường là phải mặc đẹp. Mặc đẹp ăn là có mặc đẹp. Đồ hiệu không? Mặc đồ hiệu. Mà có mê mua đồ hiệu không? Không mê, thỉnh thoảng mua được 1-2 đôi là một đôi một áo thế gì đủ rồi. Cho dù có mê đồ hiệu hay là cái gì á, là mê đồ hiệu không phải là tính xấu. Yeah. Mà cái đó chỉ xấu khi nào mà mình không đủ khả năng mà mình vẫn tìm mọi cách để mà mình sở hữu được cái món đó thì cái đó mới là phải thay đổi. Yeah. Chứ còn mê đồ hiệu ai cũng mê hết trơn. Tại đồ hiệu nó tốt mà. Em nó đẹp nữa. Em giống mê mà. Rồi bây giờ tới em nói gì?
Giờ kể tật xấu hay là tật tốt chứ anh? Tật xấu? Ở đây không có kể chương trình, chương trình khai tật xấu. À, khai tật xấu đúng không? Xấu nhất là cái tật mà hay cầm rạm, hay nhăn nhó. Em thì em cái gì cũng được chứ, nhưng mà em rất em ghét nhất là nhăn nhăn suốt ngày. Đó, ví dụ có chuyện gì nói ra, chứ mà nhăn nhăn này kia mà tới họ mà nói chuyện ra bắt đầu mà cãi ông ống ống lên, là nói chung mà sừng sừng mặt lên, nó lại không thích kiểu đó. Ngày xưa tánh mình rất là nóng, hai vợ chồng đều một mạng nhau luôn, mạnh quả hết luôn, rất là nóng. Nhưng mà mình suy nghĩ lại rồi mình mới từ từ mình mới rút ra được này kia. Thôi bây giờ có chuyện gì giận dỗi hay chăng nữa, bỏ đi chút xíu đi rồi về cho nó yên lành những nữa. Còn tật xấu nữa là quên trước quên sau, từ lúc mà chưa có con tới lúc mà có con đi cũng vậy nữa. Hậu đậu không? Hậu đậu lắm. Mẹ thì chỉ có mình vợ thôi. Dạ. Cưng nên là được chiều cưng mẹ lo cho hết. Dạ. Đúng không? Dạ, đúng rồi. Là không biết làm. Ở nhà công việc nhà đồ là có làm hết luôn không? Em làm hết. Không làm hết em không có làm. Sáng là thức dậy nè, hỏi ăn gì, đi mua cho, rồi về giặt đồ cho con, xong bắt đầu ngâm bắt đầu mới sấy bắt đầu mới phơi lên. Cổ có giặt không? Từ hồi mà sanh tới giờ chưa giặt được một cái quần luôn. Không làm không cứ mà. Tại vì không có không phải là không làm, nhưng mà không có để cho làm. Tại vì còn trong cử không cho làm. Trời ơi, giờ em có mong vợ em thay đổi gì không? Nói chung là chỉ mong vợ thay đổi là làm cái việc gì mình cũng nên sắp xếp trước sau này kia rồi mình phải làm, chứ đừng có giống như hồi chiều này đi làm tóc từ hồi 8:30 sáng mà tới 3:10 mới xong, mà mình đã hẹn với chương trình là 3:30 là có mặt rồi. Làm tóc xong rồi kia cái đầu ướt nhẹp luôn, đầu nó mong hẻm đi luôn, chạy qua đây là đúng 4 giờ. Dạ. Rồi bây giờ em mong muốn Duy thay đổi điều gì? Em chỉ mong chồng em bớt nóng tính lại thôi. Nghe vợ nói một tí, ví dụ như là có chuyện gì thì hai vợ chồng chia sẻ nhau một tí chứ. Nhiều lúc mà muốn chia sẻ mình không biết chia sẻ kiểu gì. Đừng có sưng cồ lại, dạ. Đúng không? Thế sao hai đứa bây giờ thì mình không có thời gian tìm hiểu nhau trước. Dạ. Đó, cái mọi thứ nó bước vào cái cuộc hôn nhân nó nhanh quá. Thì thành ra là bây giờ tụi em gần như là phải khám phá và tìm hiểu nhau đó. Thì đùng một cái là về đã hôn nhân thì chớ lại là có con ngay nữa. Dạ. Con liền. Ừ. Thì nói chung là hai bạn phải cảm thông rất là nhiều cho nhau. Dạ. Thì bây giờ về phía mình thì mình cố gắng là mình tìm hiểu đi, tại sao anh nóng, thì lần sau mình né những cái đó đi, thì từ từ sẽ thành cái thói quen là sẽ bớt dần và bỏ hẳn, thì cái điều đó có lợi cho mình thôi. Dạ. Thì còn về phía em á, thì thực sự bây giờ vợ em á, trong cái thời gian này thì thực sự vợ em có những cái mà thứ nhất là về trí nhớ nha, giống như lực bất ầm câm vậy đó, muốn nhớ mà nó cứ nhớ quên, nó chưa đâu. Con khi nào con phải chừng một năm mấy á thì mới ổn định lại cái nội tiết tố trong người mình á. Yeah. Thì bắt đầu mình mới có thể ổn định lại được ha cưng ha. Yeah. Thì là những cái thời điểm như thế này là thời điểm người phụ nữ á, rất dễ tủi thân nè, rất dễ mặc cảm mà rất dễ buồn. Thì ở đây chị đừng nói hai đứa đều biết những cái điều đó để mình giữ cho nhau, mà mình phải làm sao mà mình cố gắng mình yêu thương nhau hơn. Yeah. Đúng không? Nếu mà mình nghĩ là mình sống nhau suốt đời. Yeah. Rồi, hy vọng là những chia sẻ của chị Vân sẽ giúp cho hai vợ chồng em có thêm kinh nghiệm. Dạ, dạ, dạ. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình. Em còn bé quá, lúc đó là em mới có 16 tuổi, là lúc em chưa chín mà. Chồng em gặp em á, thì kiểu nó chua quá, sợ đụng vô nó bị gì. Bạn bè chung thì là không có luôn. Thì tất cả bao nhiêu cái list người như vậy, thì em lại tự nhiên đâu bắt ra một người em nhìn thấy phải quen. Nhìn ra, đấy là bé mà mới gặp đó. Dạ, em cảm giác em bị gài á. Dạ, chồng em thì trẻ con theo em. Dạ, thí dụ một cái tính trẻ con thôi. Nhiều khi mà nằm cái meo meo meo. Meo meo meo. Mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ và dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Trời ơi, quen quá quen rồi. Hai gương mặt rất là quen thuộc với các bạn trẻ nghe. Thật sự không có nghĩ là sẽ gặp tụi em trực diện như thế này luôn á. Chắc có lẽ là quý vị khán giả khi mà gặp hai vợ chồng này bước lên sân khấu thì chúng ta đều nhận ra họ là ai rồi, phải không nào? Thế nhưng đến với chương trình này các bạn phải tuân theo một cái thủ tục, đó chính là giới thiệu về mình. Mời hai em. Em là Nghiêm Minh Hiếu, em năm nay là 32 tuổi. Tên thường gọi trên mạng gọi em là Genesis, em làm là YouTube.
em làm video trên mạng này nọ. Em muốn gửi lời cảm ơn luôn và lời chào luôn cho hai anh chị và cũng chào tất cả quý vị khán giả cho hai vợ chồng em một cơ hội để có thể hiện lên chương trình Vợ Chồng Son ngày hôm nay. Rất dễ thương. Em là quê em ở đâu cưng? Dạ em đẻ ở Hải Phòng ạ. Dạ nhưng em sống bên anh từ lúc em cỡ 7 tuổi. Em về đây là 23. 23 tuổi về đây? 23 tháng học xong đại học là em về. À vậy hả? Hèn gì nó cái giọng lớn lớn. Bây giờ em không có tự tin về cái tiếng Việt của em. Tiếng Anh của em giỏi hơn cả tiếng Việt. Rồi bây giờ mời em giới thiệu về mình. Trời ơi, biết sao mà người đó mà đẹp dữ vậy trời. Cảm ơn. Em xin chào chị Vân và anh Quốc Thuận và tất cả các vị khán giả. Em là Phạm Thị Trang, năm nay em 18 tuổi. Còn công việc của em là KOL ạ. À, QL. Dạ. Dạ, mọi người hay biết đến em là Xoài Non ạ. Mình có thể nói sơ chút xíu là tại sao là mình lại có cái nickname nó đáng yêu mà nó chua chua mà đó. Nói chung là ai mà nhắc tới cái chữ đó là nhiễu nước miếng. Nhắc tới đó là tự nhiên muốn muốn liền luôn, nhiễu nước miếng luôn. Là coi như là một là lấy muối, hai là lấy cho nước mắm. Cái tên đấy chắc dễ chịu dễ hơn là cái tên đấy đúng là bắt đầu từ là bạn em nó là Piu Piu. Thì lúc mà bạn em mới biết Trang, cả lúc mà em quen Trang á thì Trang còn rất là trẻ. Dạ, nên vậy cái tên đấy là từ Piu Piu đặt ra và từ cộng đồng mạng người ta bắt đầu sử dụng và nói chung là cứ phát lan vậy thôi. Nghĩa là bạn phải có một cái gì đó nó liên quan đến cái trái xoài. Dạ, tại vì em còn bé quá, lúc đó là em mới có 16 tuổi, là lúc em chưa chín mà chồng em gặp em á thì kiểu nó chua quá, sợ đụng vô nó bị gì. Anh rất là tò mò muốn biết vì sao em lại lấy cái nickname đó là Sebesit. Cái nickname này thật sự nếu mà em đổi được em cũng đã đổi rồi, bởi vì cái nickname này là một cái tên mà em dùng để chơi game từ lúc em mới 9 tuổi. Nani? Từ thời rất là lâu rồi. Thì từ thời mà mấy cái game đầu tiên mà nó cho mình chọn tên nhân vật đấy. Thì em cứ dùng cái tên này từ lúc mà em ở bên nước ngoài về đến đây. Trước khi em làm YouTuber thì em stream thời mà stream chưa có như bây giờ đâu. Thời stream mà kiểu đỉnh cao của Việt Nam luôn là khoảng cỡ 100 người, khoảng cỡ 100 người xem là gọi là cao nhất Việt Nam rồi đó. Cái đấy là nhớ là 2012 đó. Thì lúc đấy em mới có chơi game mà lúc mà em ở nhà thì em dùng cái tên này. Từ từ nó xây lên sau bao nhiêu năm là cái tên này nó kiểu bị dính luôn. Cơ duyên nào mà em lại đi theo cái nghề mà em đang theo? Ở đó bên anh là em học rồi, khi mà lúc em học đó là em học theo chuyên ngành nào? Hồi trước mà em học là em học kiểu coding á. Nó là coding cho game. Thì là computer game design and story development. Vừa thiết kế game vừa viết câu chuyện cho game á. Đó là cái môn mà em học ở đại học. Từ cái đấy em đổi về Việt Nam là em trước là em dùng cái cách này là một cách mà em có thể giải trí. Bởi vì em bị cái là em ở nhà, em sống một mình. Em sống mình từ trước đến giờ rồi. Nên vậy lúc ở nhà nó hơi buồn. Thì lúc mà em đa số em có chơi game gì đó thì em hay stream để có người em giao tiếp với. Cái đấy là một cái đam mê nhỏ nhỏ thôi, một cái hobby thôi. Thì từ đấy nó bắt đầu nó xây lên và tất nhiên nó bắt đầu nó càng ngày càng lớn. Và sau bao nhiêu thời gian thì đó thì lúc đấy em có một cái lượt follow cũng khá là ok. Nhưng mà cái này em nói cái này làm cũng rất là lâu để xây dựng cái đó. Thật ra là chị biết không, ban đầu là rất là ít người biết, nhưng mà đến cái giai đoạn mà 2012 và cái đỉnh cao của đó là 2014 đó, là anh còn nhớ là một cái đợt mà bắt đầu là cho ra đời rất là nhiều những cái tên rất quen thuộc đó, như tên em nè, tên Piu Piu nè, Vino Tống nè, và rất nhiều. Và trong Pháp TV đã cũng làm một cái nhóm người mà tạo nên streamer rất là đình đám. Em gặp Trang như thế nào? Hôm đó là em đi một cái event, em được mời là khách mời. Là em đến đấy là một cái event mà dành cho kiểu là YouTuber, giúp với YouTuber mới, mấy creator mới để biết từ nghề và nói chung tham gia. Đến đấy là em có gặp Trang. Hôm đấy em đến là Trang ngồi kiểu là kế bên phải của em, tách nhau ra một cái kiểu hai đi xuống ấy. Thì em cũng có để ý rồi, vì vợ em nhìn rất là like, và em làm 100% Việt nhưng mà nhìn cực kỳ like, thì cũng để lại ấn tượng với em. Nhưng mà bởi vì mình đến đấy cũng kiểu là làm việc mà, thì em cũng chuyên nghiệp, em đâu dám nói gì đâu. Dạ bộ liếc thôi. Em chỉ nhìn thôi, em chỉ có nhìn thôi, nhưng mà không dám nói gì cả. Sau khi mà event xong, em thì bản thân em không tin về duyên nợ. Thường là em về là em không có kiểm tra trên Facebook, em làm social media nhiều mà.
thì em không có việc kiểm tra mấy cái ad friend hay cái gì đâu, bởi vì nó quá nhiều. Không biết sao ngày hôm đó tự nhiên hứng đâu ra em lại khuyến em lại xem em lại xem qua hết. Em nhận ra vợ em là từ một cái tấm ảnh bé, bạn bè chung thì là không có luôn, thì tất cả bao nhiêu cái list người như vậy thì em lại tự nhiên đâu bắt ra một người em nhìn thấy phải quen quen, nhìn ra đó đấy là bé mà mới gặp đó. Dạ dạ dạ, như vậy là Xoài Non là người chủ động ad fan anh trước. Dạ dạ đúng vậy rồi. Thì tại sao lúc đó là em có làm ở trong một cái công ty game, em cũng theo ngành là theo muốn theo streamer. Lúc đó là cái anh quản lý của em thì rất là idol chồng em luôn, thì lúc mà mới bảo là trời ơi tao thích anh đó lắm, tao có thấy ảnh nhìn mày hoài nha, kìa giờ các bạn phải làm quen đi. Cái em thì cũng làm trong nghề này thì cũng muốn là có mối quan hệ trong nghề thì mới là về các bạn phải làm quen. Mới các bạn đúng 5 phút sau là nhắn tin em liền, hai em có phải là cô bé ở sự kiện không? Chờ cái cơ hội này lâu lắm rồi đúng không? Đúng là mình là ông thì mình cũng phải chủ động một tí. Phụ nữ đã áp mình rồi thì tất nhiên mình phải là người đi bước tiếp theo. Đúng rồi. Không để cho người ta làm hoài không được. Không được. Sau đó thì bao nhiêu lâu thì tụi em chính thức quen nhau? Cũng khá là lâu luôn. Bởi vì lúc đó em mới 16 tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ cái đấy là phải cũng thời gian đấy. Bởi vì bọn em là có nói chuyện với nhau xong rồi có vài đoạn mà nói chung cũng ngừng nói chuyện á, ngừng liên lạc á. Nhưng mà tức là một thời gian là ngừng liên lạc. Yeah, có đôi thời gian. Câu chuyện là như này nó thật luôn. Cái hôm mà em lần trước em dẫn vợ em đi trong một cái date nào đi, đi ăn đi ha. Thì lúc đấy bởi vì em không có biết vợ em bao nhiêu tuổi cả, em nhìn vợ em thì cũng nhìn trưởng thành, nhìn như nó lên đồ thì em tưởng là cũng đủ tuổi rồi đó. Đủ tuổi rồi. Đó, yeah. Nhưng mà hôm đấy thì em hỏi vợ em là em bao nhiêu tuổi, vợ em nói 16. Thì lúc đó em là em bị kiểu là bị đơ em không biết cái gì luôn, nhỏ quá, em còn phải kêu là anh xem chứng minh nhân dân được không đó, bởi vì thật sự là em không ngờ. Em nghĩ cái kèo này nó bắt đầu nó hơi chua rồi ạ. Đó bởi vì mình không có tưởng tượng được là vậy. Xong rồi sau đó nữa là vợ em, bởi vì lúc mới còn trẻ quá mà phải về đúng giờ, nhưng mà trước khi đó là qua gặp anh quản lý của em chút đó, thì lúc đấy là em nghĩ ôi cái này là kiểu là mình đi kiểu hẹn hò là mình đi công việc đấy. Đó thì em cũng hơi hoang mang, nó kêu ok mình lịch sử mà kêu ok vậy cứ đi cho xong. Qua đấy thì tất nhiên nói chuyện với anh quản lý thì em cảm giác như em bị gài á. Kiểu là nói về công việc là đẩy bé lên đẩy như này lắm nha, em kêu chết rồi cái kèo này nó chua gì đó. Mình là mình tính cách khác, nhưng mà anh quản lý với cô này là tính một cách khác. Cái lần đầu tiên mà em hẹn hò với anh này với cái tính cách lúc đó là bắt đầu là giống như hai người yêu nhau rồi đó. Tức là đi mà không thông qua quản lý đó. Dạ. Trong thời gian mà em tìm hiểu chồng em thì lúc đó là em đã không còn làm ở trong công ty nữa rồi. Sau thời gian đó thì tụi em hẹn hò thì đa số là sẽ về nhà chồng em, tại vì là hai đứa vì kiểu là biến đi ra ngoài mà ở nhà thì hai vợ chồng hay ngồi coi livestream với lại hay chơi game với nhau. Thì là em hay qua bên đó em chơi. Nhưng mà rồi gặp ảnh là có thích ảnh liền không? Dạ chắc là sau này mới thích. Sau bao lâu thì em cảm thấy trái tim rung động nè? Dạ khoảng tầm 2 tháng ạ. Tại vì sau lâu quá, 2 tháng là trong thời điểm đó thì cũng có rất là nhiều người kiểu tìm hiểu em, nhưng mà họ kiểu như là không thấy em kiểu lại á thì họ kiểu họ đi. Còn trong em thì vẫn là luôn bên cạnh em, kiểu em đi quay hay là đi đâu chồng em kiểu những lúc em cần là sẽ có bên cạnh, thì em mới là người đàn ông này kiểu rất là quan tâm em, không có như những gì mà người ta nói. Tại bình thường ở trên mạng thì hay nói là chồng em là kiểu lăng nhăng, thành ra là lúc mà em mới gặp chồng em thì em kiểu em hơi hơi rụt vô trong xíu, em không dám. Sau một thời gian mà thấy kiểu chồng không có như những gì người ta nói thì bắt đầu mới nói thôi cho người ta mở lòng đúng không, dạ, mở lòng ra thì mới thấy là chồng mình được ngon được ngon đúng không. Như vậy là theo anh nghĩ là chắc tới 18 tuổi thì hai đứa mới chính thức là yêu nhau và em cầu hôn cổ đúng không? Bọn em bắt đầu yêu nhau lúc khoảng lúc mà Trang cỡ 17 đúng không? 16 rưỡi đi. Tại vì lúc 16 là gặp nhau xong phải 2-3 tháng sau mới thích. Lúc mà Trang cỡ khoảng 17 thì lúc đấy em cầu hôn và dự định là cưới cho năm sau luôn. Thì đúng năm sau là hôm mà ngày đám cưới đó, là vợ em mới đủ tuổi được cỡ khoảng 10 ngày thì phải. Em là đám cưới liền luôn. Khải liền luôn. Phải không? Phải không? Lắc xoay nó. Giờ là xài chính rồi đó. Đúng chưa? Anh không có nhiều chuyện. Nhưng anh rất tò mò. Đó là cái chuyện mà em lần đầu tiên hai đứa hôn nhau
cái nụ hôn đầu tiên đó là em chủ động hay là cô ấy gợi ý? Bởi vì em cũng lớn tuổi hơn vợ em khá là nhiều thì cái tuổi của mình á là khác nhau hoàn toàn. Lúc mà trong mấy thời gian em muốn kiểu là thử hôn vợ em lần đầu đi ha, thì em nói thật luôn là em cực kỳ ngại. Bởi vì lúc ấy vợ em đang trong cái tính mà kiểu như là không biết em giải thích như nào nữa, kiểu cu kít, kiểu là bất cần, kiểu lạnh lùng, khoảng 67 bây giờ kiểu đấy đó. Lúc đấy là em muốn gần gũi hơn nhưng mà em không biết cách nào được, mà kiểu là đi taxi trên đường về là em đưa vợ em về nhà. Em đi taxi trên đường về thôi em thấy nắm tay cũng khó, kiểu là vợ em này cứ kiểu đó, không hờ không có tay để nắm luôn, khó. Nhưng mà lần đầu tiên thì em nhớ đúng thì như là em thì phải, em như em là người chủ động. Thì như trên taxi. Chủ động ra ở đâu? Cái đấy như đúng là ở nhà em. Không, taxi mà. Nhắc gì à? Ừ, taxi lúc mà đưa em về xong cây hôn lên môi em. Hôn đâu? Hôn đâu? Lên môi. Em nhớ lúc vợ chồng em kiểu vậy nè, kiểu em thì em cũng thấy cái như thế này, xong cứ đưa dậy, xong bắt đầu kiểu cứ ngồi dậy em thấy, xong em cũng dạ vợ em để tay em đây, xong rồi kiểu cũng ngại, xong rồi cũng sợ là em đánh, tại lúc em dữ lắm vậy mà em dữ mà cái, xong cũng sợ, xong rồi thôi là đặt lên đây, cái em mới đưa tay em đây để bắt đầu mới kiểu nhẹ nhàng rón rén để đoán vậy á. Hiếu á thì là một cái người là hoạt động trên social, trên social media là quá quen với những cái comment, những cái đàm tiếu của dư luận rồi, nhưng mà em thì em còn quá trẻ. Vậy thì cái điều gì mà khiến em vượt qua được những cái điều đó? Lúc mà em quen chồng em thì em cũng đã hoạt động ở trên kia rồi, thì em cũng đã từng trải qua những câu chuyện mà nhiều người nói và nhiều người nói mình rồi. Là khi mà em quen chồng em thì cái câu chuyện nó không còn là một vấn đề xa lạ gì nữa, thì em cũng bước qua cái đó chuyện bình thường và em cũng kệ luôn, em cũng không quan tâm luôn ạ. Bây giờ hai chồng lấy nhau rồi về là em có cảm thấy là em thỏa mãn với cái cuộc sống và em hạnh phúc với cuộc sống mà hiện giờ em đang có không? Dạ có. Mặt rất là mỹ mãn luôn. Và ngày hôm nay nữa, khán giả khi mà xem được chương trình này thì mới thấy rằng là cái việc mà hai bạn đến với nhau hoàn toàn không vì một lý do ngoài là việc là yêu nhau thật lòng. Dạ. Đúng chưa? Hai đứa lấy nhau được bao lâu rồi cưng? Hai vợ chồng em lấy nhau từ tháng 11 ạ. Tháng 11, nay là mới có 4 tháng à. Son quá ha. Dạ. Vậy chắc có lẽ là chưa có thấy được cái tật xấu gì của nhau đâu. Thấy nhiều lắm rồi hả? Có nhiều cái kỳ lắm. Tao kể luôn nè. Không dám kể luôn nữa. Em còn rất là trẻ thì có nhiều cái tính. Con nít nó cũng rất là lộ ra ở nhà. Tự nhiên đâu ra đó một ngày vui vẻ, ngày bình thường, và em đứng ở giữa nhà nhảy múa, la hét, hát hò. Thì cái đó đâu phải tật xấu đâu, cái đó đáng yêu mà. Đáng yêu nhưng mà tất cả cái tính đấy là cũng kiểu là bây giờ mình lớn rồi mình cũng không có là không được kể những tính đáng yêu. Đúng rồi. Phải kể những tật xấu. Chương trình là bây giờ là mình phải kể tật xấu nè. Tật xấu và em bây giờ cái rõ ràng nhất là em có thể nghĩ tới cái ngủ nhiều. Vợ em là ngủ như là em bé mới đẻ. Vậy em bé mới đẻ. Như là em bé mới đẻ. Cháu em không ngủ nhiều như vợ em. Em chưa thấy ai mà ngủ được 16 tiếng. Và điều đấy khóc thật. Mà không phải là ngày này qua ngày nọ không, hay là không phải hàng ngày, nhưng mà có mấy khi nếu mà có thể được thì sẽ ngủ bất cứ lúc nào cũng có thể được, đúng không? Công việc chính của em là làm về mạng xã hội á, thì em sẽ dành thời gian cho buổi tối để làm việc, tại vì ban ngày thì kiểu như em không sống vào ban ngày sao á. Em không hợp với ban ngày là đầu óc em kiểu không suy nghĩ được gì cả, chỉ có buổi tối bắt đầu em mới phải là check công việc, xong rồi xem này trả lời kia, rồi em làm hết trong buổi tối luôn, xong rồi ban ngày thì em đi ăn, đi uống, đi xem phim, đi ngủ. Nhưng mà cái đó cũng không kể là tật xấu nữa. Ví dụ như ăn uống nè, bề bộn được không nè? Có xấu ăn không nè? Ví dụ như đói bụng á, là có hay la cọc, em không? Cọc. Cọc quá. Tất cả gì anh mới nói như là tật của em không? Không, là tật của em không. Vậy em có quyền rồi, là tới em đó. Em thủ em rất là hay cành nhành. Tại vì em cực kỳ ghét ở bừa. Mà chồng em mà quần áo đi đến đâu là quần áo tuột đó. Là bừa bộn nè. Dạ đúng rồi. Thứ hai nó hay cáu ăn. Mà hay quạo lắm, mà chịu nhiều khi mà giờ gần đây chồng em thì nhìn cái body thì cũng phải biết là phải giảm cân rồi ạ. Không được ăn á thì quạo xong rồi hả, nguyên một ngày không thèm cười với ai hết trơn á. Em có dở, em có gì không? Cũng đúng trạng thái à. Đang quạo nha, đang dịch ăn quạo đó. Ở nhà có gia trưởng không hay là trẻ con? Dạ, chồng em thì trẻ con theo em. Thí dụ không? Một cái tính trẻ con thôi. Nhiều khi mà nằm cái meo 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 meo
đi chơi, cái xong rồi muốn rủ em đi chơi cùng á, cái em không chịu đi, cái quỳ xuống dưới kiểu gì nè, đi mà thiếu vợ chồng đi không được, kiểu như là phải làm cách gì dễ thương nhất để cho em đi, nhưng mà em không đi. Năm kế đó, dạ, xài Mỹ năm kế. Anh rất muốn xem lại cái hình ảnh mà em năn nỉ vợ em có thể tái hiện lại cho anh coi được không? Đây để em diễn tả, em diễn tả nha. Vợ, vợ đi đi mà thiếu vợ vợ chồng đi không được mà em đang phơi đồ. Con đang phơi đồ à? Đây rồi đẹp vậy. Em là em bị em ngồi xuống thì em sợ em không ngồi đứng dậy nổi, nhưng mà em ôm hai gối em kêu là chấp chấp hai tay như này, và em kêu vợ không có vợ thì cũng nhịn nổi. Nó hơi khó làm một tí với mặt cái buồn. Ở chung với nhau thì nó cũng tính vợ mình như nào mình cũng vậy. Dạ. Bây giờ mình ta vẫn là cô bé mà chiều dữ không, nhõng nhẽo không, cũng phải có một chút gì đó gọi là nhìn, một cái gì đó gọi là nhường nhịn. Nhường nhịn mà nhẫn nhịn luôn không? Cô Mai chú lè chú lét á, có như là sao không có đâu. Em rất hiểu chuyện luôn. Em hiền lắm. Em kiểu như khi em nhõng nhẽo thì dám hỏi, thì hai vợ chồng có về ở chung với nhau thì trong thời gian mà ở chung với nhau á, hai vợ chồng hầu như là không cãi nhau luôn á, chỉ là lâu lâu thì có bất đồng quan điểm một chút xíu rồi giận hờn nhau xong đi tiếng hai tiếng đi về lại hòa. Hai đứa có ý định là bao giờ mới có em bé không? Bọn em đang cố đang thả luôn đó. Dạ đang luôn. Ồ vậy hả? Là coi như là bé mới 18 luôn cho có con luôn. Dạ. Dạ thật ra em cũng thích cái em bé đâu, tại xung quanh em ai cũng có em bé hết trơn á. Ở nhà có một cái bạn nào mà em cưng chiều không? Dạ nhà em có nuôi một bé Cory ạ. Cory đúng không? Dạ. Trời chắc cưng lắm đúng không? Dạ cưng nhất nhà đúng không? Cưng nhất nhà, cưng hơn ảnh không? Dạ cưng hơn. Mà hai vợ chồng đều cưng hả? Dạ tại vì chồng em rất là thích nuôi chó. Thì chồng em kiểu như bảo là sau này anh muốn một khung hình nhà mà có hai đứa con và một con chó ở trước nhà, thì là chụp hình gia đình, thì đó là một gia đình đẹp. Và bây giờ hai bạn mong muốn thay đổi điều gì? Có mong muốn thay đổi không hay như nguyên vậy? Em luôn tin tưởng là em không bao giờ muốn vợ em thay đổi gì cả, trừ cái đấy là cái tự nhiên. Bởi vì em nghĩ đây là như là mình yêu người này, mình thương người này, mình cưới người này cũng bởi vì chính là bản thân họ. Thì tất nhiên cái điều xấu hay điều tốt của họ cũng là cái thứ mà khiến mình như đó mình thích. Quyết định là mình sẽ cưới người này. Kêu là thay đổi gì đó thì em không bị muốn cứ để nguyên. Dạ, nếu mà em tự thay đổi đi thì cái tất nhiên cái đấy là mình quyền của vợ. Chính xác. Còn này và vợ em hay không? Dạ. Còn em thì sao? Dạ thì em cũng vậy, tại vì em không ép ông thay đổi, nhưng mà nếu mà ông thay đổi được tốt, tại vì nó không phải là một vấn đề quá lớn với em ạ. Em thấy sống cũng hợp cả với em. Hợp cả. Thực sự chị rất là thích cái nét đẹp của bạn này. Dạ, lắm. Cảm ơn. Xinh thiệt là xinh vậy đó. Dạ. Cho nên là chị nghĩ là nếu như mà cái cơ hội nào mà em gọi là đóng một cái bộ phim, và thậm chí nha, bé này cũng hợp, mà xem xít cũng hợp luôn nữa. Đó giống phim như xem xít. Em thì hơi già rồi. Không, cái mặt em cũng có thể đóng phim được đó. Trước thì em cũng đã từng nghĩ rồi, nhưng mà để em nói chuyện với kiểu bạn bè, nói chuyện thân thiết thì em có thể nói được, nhưng mà để đẩy lên kiểu tivi cái này nọ với cả show mà kiểu cách nói chuyện á, em không có quen thuộc. Em nghe em hay bị rối. Vì cái em không học tiếng Việt. Chị chúc tụi em á là hạnh phúc nè. Anh hy vọng là sẽ có một cái dịp nào đó thì anh sẽ nhìn thấy em xuất hiện với một cái bài diễn trên màn ảnh rộng ở trên tivi. Trước khi tạm biệt thì anh cũng chúc cho hai vợ chồng em tất cả mọi công việc đều được thuận lợi nha. Chúc cho em cái điều mong muốn em sẽ là hiện thực. Đó là em sẽ trở thành một người mẹ tuyệt vời. Là chúc có baby luôn á hả? Chúc có em bé luôn rồi.